Chào tất cả các bác, và trước mặt các bác đây là một cấu hình dàn karaoke cho một bác khách ở trong đấy là Bình Dương. Đấy. Bắc Quốc ở trong Bình Dương. Vẫn là cấu hình dàn karaoke rất là có thể nói là đẳng cấp trong cái mức karaoke gia đình của bác nhé. Cấu hình dàn thì bác nhìn đây, em giới thiệu qua đây là một quả sub RCF bát 40 sub điện. Một quả sub RCF bát 40. Một con đẩy chính hãng Theta D2600, tức là 600 ohm kênh, có màn hình LED hiển thị mức volume và hiển thị nhiệt độ. Hôm nay nhiệt độ khá là cao, em chạy suốt lẽ giờ nó lên 64 độ rồi kìa. Và tiếp theo đó là cái sản phẩm hay nhất mà em muốn quảng cáo với các bác, đó là con vang số mới nhất của AV. Dòng vang số có thể nói là tích hợp tất tần tật những cái chức năng mà những con vang số đắt tiền đều nằm trong đây. Ví dụ là kết nối, cái mức kết nối của nó rất là khủng khiếp này, kết nối Bluetooth, kết nối cổng quang, kết nối AV, đặc biệt là kết nối Wi-Fi với điện thoại, điều khiển qua điện thoại, có thể chỉnh qua điện thoại. Đấy, rất là tiện lợi. Và đặc biệt nữa, khả năng chống hú của nó rất là tốt. Hình thức thì các bác nhìn qua rất đẹp, hình thức rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo bên trên cùng kia đó là cái con mic của hãng Theta DH6S, một trong những dòng mic mà cũng rất là hay. Và kết hợp tiếp theo đó là một đôi loa JBL 6120 bát 30 tép kèn. Và bây giờ kết thúc là cái bộ dàn của bác Quốc này, thì em sẽ hướng dẫn bác cái cách sử dụng sau nhé, vì thời lượng video nó sẽ quá dài, tải lên rất là lâu. Em sẽ hướng dẫn sau. Vấn đề bây giờ là em sẽ thử chất âm cho bác, và em cài cho bác tất cả là 6 chương trình về. Bác sẽ dùng điều khiển, con này thì có điều khiển nhé. Bác có thể dùng điều khiển, bác gọi chương trình rất đơn giản, tiện lợi, ta không phải thò tay vào mặn đâu, không phải ngồi gần vang đâu. Và con vang này rất là chất lượng. Bây giờ sẽ là đến cái giai đoạn thử lờ. Còn với bộ này thì để mà đánh nhạc sàn thì em khẳng định nó đánh rất là chắc, tiếng rất là hay, không cần thử nhạc đâu, sẽ thử lời thôi. Cầu đỏ đưa thầm gọi tôi kể em về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Ngô mướn dài bãi quê, gió chiều dịu mát, đang châu chậm ngoài đi, vẫn đi về lối cũ. Lại chuyển chế độ nha. Mỗi đoạn thì mỗi chế độ thì hát một đoạn thì không mất nhiều. Rất là nhiều chế độ. Câu đỏ đưa thầm gọi tôi kể em về tuổi thơ, người từ đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Ngô mướn dài bãi quê, gió chiều dịu mát, đàn châu chậm ngoài đi, vẫn đi về lối cũ. Đây là em chỉ thử có 2-3 cái thôi, còn em cài cho bác là 6 chương trình này. Đấy. Mỗi cái thì em thử đại thôi, còn nó sẽ dốc 6 chương trình để gọi có điều khiển nhé. Gọi có điều khiển, nó rất là nhiều chương trình để các bác lựa chọn, thích hát cái chương trình nào thì hát. Đấy. Và đặc biệt thì với bộ dàn này thì tiếng nhạc rất là hay, tiếng lời thì rõ ràng, đặc biệt thì không sẽ bị hú, không thể hú được luôn. Đấy. Để phù hợp với cái không gian và cái cách hát thì em đã cài 6 chương trình cho anh rồi, anh về có thể sử dụng. Cách sử dụng vang em sẽ chỉ sau, và kết nối thì em sẽ chuyển video. Đấy. Và đặc biệt tất cả sản phẩm của em thì các bác mua hàng thì hoàn toàn là yên tâm về cái hậu mãi bảo hành về sau đó nhé, hoàn toàn yên tâm, không có lo mua hàng xong rồi gọi không tới đâu đâu. Vâng, xin cảm ơn anh Quốc và cảm ơn tất cả các bác đã thường xuyên theo dõi video. Và bộ dàn này trị giá là 22 triệu đồng các bác nhé, nguyên bộ dàn máy chính hãng.
Đấy, nguyên bộ dàn máy là chính hãng, súp Trung Quốc và loa Trung Quốc bác nhé, súp Trung Quốc, loa Trung Quốc. Bác nghe đối với bộ dàn mà nó lên mất mấy triệu như thế này so với bộ dàn bình thường thì bác nghe tiếng nhạc nó lên rất là hay. Đấy, tiếng nhạc lên rất là hay và tiếng mic thì cũng rất là hay. Đấy, tiếng mic thì cho dù thì những bộ dàn rẻ tiền em vẫn làm được tiếng mic hay, nhưng mà tiếng nhạc thì chắc chắn là sẽ không hay bằng những cái bộ dàn nó cao tiền hơn như thế này. Những bộ dàn cao tiền hơn thì tiếng nhạc chắc chắn sẽ hay hơn đầu tiên và tiếng mic cũng hay hơn các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.